Bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh cũng như là để lại like, share, bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh tarot thứ hai nữa là tarot bánh quy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về solo, phát triển bản thân giữa đông tuần, giữa đông tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là kiểu người nào thường gọi là bị thu hút bởi bạn ha. Tức nghĩa là cái kiểu người mà họ sẽ thường để ý bạn hoặc là thích bạn á. Chứ không nhất thiết là bạn thích họ nha. Ở đây tụ 1, tụ 2, tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà bạn thích ha. Mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Và các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn. Thì chủ đề là như nãy mình có nói đầu clip là kiểu người dễ nảy sinh. Thật ra cái chủ đề đó là kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn. Thật ra nó cũng giống như là kiểu người bị thu hút bởi bạn, nó cũng giống. Thì ở đây các bạn có lá hai tiền ha. Các bạn có lá nữ hoàng ở không crown of one luôn là vua gậy ha, và three of sword là ba kiếm. Cái kiểu người mà dễ nảy sinh tình cảm với bạn á, thì mình thấy ở đây á, thấy có ba kiếm á, là thấy có người từng trải, thấy có nữ, thấy có vua gậy á, thì hiểu là một người rất là độc lập, rất là có một cái sự, nói chung nhìn họ là thấy kiểu người từng trải, trưởng thành, chín chắn. Là một kiểu người mình nghĩ cũng tương đối có một cái sự ương ngạnh trong cái tính cách. Bạn này lại có thêm hai tiền. Có thể là một cái người thận trọng, cẩn trọng. Một cái người còn khi mà còn trẻ thì họ sẽ làm theo cái bản năng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà họ lớn lên thì họ sẽ là một cái người hơi mang tính gọi là phòng hờ. Bạn này mình cảm giác cái bạn mà dễ nảy sinh tình cảm với bạn, mình cảm giác bạn này là một cái người rất là thận trọng và kiểu ăn chắc mặc bền trong cái cách sống, trong cách tiêu xài, trong cách tiền bạc, tài chính hoặc thậm chí ăn mặc hay ăn uống luôn. Mình vẫn cảm thấy nó có một cái sự tỉ mẩn, một cái sự rồi là kiểu giống như đó là mình không gọi là thắt lưng buộc bụng, nhưng mà mình cảm thấy giống như là nó có một cái sự gọi là giống như tôi xài 5 đồng, tôi tiết kiệm 5 đồng. Chứ không phải là một cái kiểu người tiêu hoang, xài hoang ha. Cái kiểu người mà có một cái sự gọi là tính toán, nhưng mà nó không có gọi là kỳ kèo hoặc là keo kiệt. Rồi bạn này sẽ là một cái người, bởi vì vua gậy thường sẽ là một cái người nó rất là có chính kiến, rất là tỏa sáng theo một cái cách riêng. Nhưng đôi khi bạn này mình nói trước có thể là hơi nóng tính, hoặc là có thể là một cái kiểu người nó hơi dùng từ gọi là nam tính đi, hoặc dù là bạn này là nữ hay gì đi chăng nữa thì nó có một cái sự kiểm soát, nó có một cái sự gọi là hơi gọi là giống như bạn tự tin vô bạn tự quyết định cuộc đời bạn, và bạn tự kiểm soát, bạn tự chịu trách nhiệm với nó. Và mình cảm giác giống như đó là bạn cũng thích kiểm soát luôn người khác một chút. Tại vì thật ra vua gậy, mà đã nói tới vua gậy là phải nói tới cái sự kiểm soát. Tại vì cái người này là Bạch Dương, hoặc là có thể bạn hiểu theo kiểu như là cung lửa, thì sẽ là một cái nhóm kiểu giống như nó mang tính gọi là thống lĩnh. Nó mang tính, cũng không phải thống lĩnh nữa, mà nó mang tính gọi kiểu giống như là nó nhiều năng lượng, nó thích sự gọi là quyền lực kiểm soát ở trong đó ha.
bạn này bị ba kiếm thì mình cảm thấy là người từng trải, ngoài cái chữ từng trải ra thì mình có thể nói là bạn này là một cái người e dè trong chuyện tình cảm, hoặc là hơi thận trọng quá mức trong chuyện tình cảm. Ba kiếm ở trong bộ bài này là một cái hình có những cái sợi dây nó thắt vô cái kiếm và nó ghim, thật ra chưa gọi là ghim mà là nó phóng tới hoặc là nó gần chạm tới cái con bướm. Hai cái hình ảnh này khá là đối lập với nhau, kiểu giống như con bướm thì rất là mỏng manh, giờ bạn lấy cái gì đó mạnh quá bạn quất nó cũng rách cánh. Ở đây đừng nói chi tới gọi là ba cái kiếm mà còn buộc dây, tức nghĩa là nó có một cái sự kiểm kiểm soát nhưng mà theo kiểu gọi là manipulate, là kiểu như là thao túng đi, hoặc là kiểu giống như có một cái sự gọi là điều khiển ha. Thành ra mình cảm thấy có thể bạn này là một cái người hơi ngại chuyện yêu đương, bởi vì từng bị cái gì đó, có thể là có những cái trải nghiệm không tốt, có thể là từng có thể bạn này là người đi thao túng người ta, hoặc là bạn này là, tại vì bạn này có cái năng lượng của vua gậy, thành ra bạn này là người thích kiểm soát, mà thành ra mình không muốn giải theo kiểu là bạn này là nạn nhân hay là bạn này là hung thủ, nhưng mà dù bạn này là nạn nhân hung thủ thì bạn này đều có cái tính đó hết. Bạn này có thể là con bướm mỏng manh theo kiểu là trong chuyện tình cảm, nhưng bạn này cũng có thể là con kiếm, con cây kiếm là người từng tác động, từng gây tổn thương cho người khác ha. Rồi bạn này thì mình ngày nghĩ là một người đơn màu thôi. Mình cảm thấy kiểu giống như là tại sao mình dùng từ đơn màu? Tức nghĩa là bạn này không phải là kiểu người thích hoa hòe, không phải là kiểu người thích khoe khoang hay là thích một cái gì đó nó quá là bề ngoài. Mình cảm giác bạn này trân trọng một cái gì đó nó mang tính gọi là cái tố chất, nó mang cái tính gọi là kiểu giống như là dùng từ sao ta, kiểu giống như là có năng lực, có tố chất, có cái thiên bẩm hoặc là bẩm sinh hoặc là cái nết cái nư đồ đó thì bạn này quan trọng. Còn cái vẻ ngoài ấy nha thì mình không nói sẽ là bạn này sẽ không để ý tới bề ngoài. Thật ra đụng tới vua gậy là sẽ đụng tới vẻ ngoài, nhưng mà nó vẻ ngoài của nó là một cái vẻ ngoài như thế này, đó là ví dụ như tôi mặc định tôi thích một cái cô gái mạnh mẽ, độc lập, tự tin thì kiểu gì kiểu sẽ luôn luôn là cái gọi là cái format đó, kiểu kiểu gì kiểu cũng sẽ là cái kiểu mẫu hình đó, nó không thể nào nằm vùng ngoài cái vùng đó được hết, thành ra nó cố định đó bạn. Thì kiểu giống như là bạn này sẽ có một cái tiêu chuẩn và bạn này luôn bám theo cái tiêu chuẩn đó, chứ bạn này không không kiểu giống như là tôi thích cô gái mạnh mẽ nhưng mà giờ cô gái yếu đuối cũng được, rồi cô gái xinh xẻo cũng được, cô gái xinh đẹp cũng được, hot boy hot girl hay cái gì đó. Nói chung bạn này không phải là kiểu người quá là chú trọng tới vẻ ngoài, quần áo, tóc tai, nhưng mà nếu bạn không phải là người gọn gàng, không phải là người sáng sủa, không phải là một người có tố chất thì bạn này cũng sẽ không thích. Kiểu giống như là người cần phải có một cái điểm sáng á, giống như gương mặt bạn sáng, bạn sáng bởi vì tài năng của bạn, bạn sáng bởi vì bạn đặc biệt thì ok, bạn này sẽ bị thu hút bởi bạn. Bạn này sẽ dễ nảy sinh tình cảm với bạn hơn ha. Giống như bạn không đẹp nhưng bạn có tài cũng được. Rồi, cái kế tiếp nữa là bạn này có The Empress. Bạn này có Nine of Wands là kỵ sĩ gậy và bạn này có Eight of Cups là tám cốc. Trong cái gọi là bạn này nè, bạn này có yếu tố nước, yếu tố lửa và The Empress thì lại là Venus. Venus thì có thể hiểu là lại là yếu tố nữ. Thì mình nghĩ nha, theo cá nhân mình nghĩ á, thì bạn này pha cái năng lượng của kiểu giống như là gì nè, bên ngoài luôn luôn là một cái hình mẫu rất là cứng, rất là kiểu giống như là hơi chai sạn, hoặc là hơi bạn nhìn vô bạn sẽ thấy cái sự thô ráp, hoặc là một cái sự trải đời, hoặc là một cái kiểu người hơi mình hơi ngại đi ha, hơi ngại khi mới lần đầu tiếp xúc. Mình kiểu như mình nghĩ cha nội này khó lắm, cha nội này nghiêm lắm, hay cha nội này khó chịu lắm, ví dụ vậy đi. Thì ở phía trong bạn này sẽ là một cái người ngược lại, bạn này có The Empress và bạn này có Nine One, bạn này sẽ là một kiểu người ham vui, còn ta có tâm hồn trẻ thơ, hoặc là một cái tâm hồn ham vui, hoặc là một cái tâm hồn nó cũng nhạy cảm, nó cũng có một cái sự gọi là rung động, chứ không phải là kiểu người khô khan khô cằn. Bạn này là kiểu người thương rất là bảo bọc, một cái tình thương nó bảo bọc, nó che chở, một cái tình thương nó rất là ngọt nha. Mình cảm thấy giống như là những cái thứ bạn này làm, những cái thứ mà bạn này quan tâm tới người yêu sẽ luôn luôn là kiểu là tận tâm tận tình, đôi khi hơi bảo bọc, đôi khi hơi mang tính kiểm soát trong đó như nãy mình nói, đôi khi nó hơi mang tính gọi là che chở ôm ấp quá, nhưng mà
nó xuất phát từ cái tâm lo, tại vì đi impress luôn luôn là một cái lá lo lắng cho người khác, hy sinh vì người khác, bảo bọc cho người khác, bao dung cho người khác, và mang năng lượng nữ tính. Rồi bạn này có kỵ sĩ gậy, tại sao mình dùng từ ham vui? Tại vì á, ở trong đây là lá của con ngài với cái gọi là cái đèn cầy hoặc là cái nến đi ha, thì nó là nó đại diện cho cái sự bị thu hút á. Như hồi nãy mình nói cái này có thể hiểu hai nghĩa, kỵ sĩ gậy là kiểu người là thích ham vui, thích những cái gì đó mới lạ mới mẻ, thì có thể giống như nãy mình nói bạn này thích một người phải có tỏa sáng, thích một người có cái gì đó nó đặc biệt đặc trưng, thích một cái điểm sáng. Thì giống như người ta nói là hoa không thơm thì ông bướm không tới, thì mình bạn này đúng nghĩa là hoa không thơm, dù có gọi là giống như là dù có 7 màu thì cũng bướm cũng không bu đó, tại vì bướm nó mù màu mấy bạn. Thì mình cảm thấy giống như đó là bạn này là kiểu người như vậy. Bạn này còn có thêm cái lá tám tám cốc á, thì tám cốc nó rất là giống cái kiểu của ba kiếm ở chỗ đó là đã tổn thương về tình cảm và đôi khi từng gục ngã và không mong đợi lắm về chuyện tình yêu. Không mong đợi ở đây không phải bởi vì không tin vào tình yêu, mà là thất vọng vì tình yêu, thất vọng vì những trải nghiệm trong cuộc sống, thất vọng vì những cái không như mong đợi. Có thể bạn này từng yêu một người hoặc là đã có một cái tình yêu ở thời thanh xuân nào đó rất đẹp và nó su cà na. Thành ra bây giờ có vẻ giống như một khi là yêu hết mình thì con người ta không còn yêu hết mình được nữa. Thì mình thấy bạn này hơi hơi giống như vậy. Bởi vì cái lần yêu sau nó sẽ ít hơn cái lần yêu đầu. Thật ra người ta khuyên là không có nên như vậy, nhưng mà mình nghĩ cảm xúc thì nó là một cái thứ gì đó, đôi khi nó mất đi thì nó cũng 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 khó mà lấy lại được cái cảm xúc thuần túy ban đầu ha. Thì mình nghĩ bạn này là cái kiểu người, mình không biết bạn này trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng mà ba kiếm thì thường chắc cũng phải một hai mối, còn nếu không là một mối sâu đậm, nói chung nó chua. Đã vậy còn tám cốc nữa, thành ra mình cảm giác là đã từng thử mở lòng nhưng không mở được, hoặc là đã từng thử gọi là cho cơ hội cho bản thân, hoặc là thậm chí đôi khi đã bị thất bại 2 3 lần rồi. Bạn này thì có một cái tính nữa là không có nghĩ rằng sẽ tìm được người hợp, hoặc là không nghĩ người ta sẽ hiểu được mình. Bạn này sống không mở lòng hoặc là khá là hạn chế trong việc mở lòng, mặc dù bên ngoài có thể luôn là một người rất là thu hút người khác, rất là tự tin độc lập, rất là có tài, rất là tỏa sáng theo cách riêng của bạn đó, nhưng có thể có rất nhiều bạn bạn bè, có thể có rất nhiều mối quan hệ, nhưng mà kiểu ban ngày giống như là lắm mối, nhiều bạn bè, nhiều anh em cột chèo, nhiều người thích, nhưng mà tối về nằm không. Không phải vì bạn này kén chọn, mình nói trước không phải vì kén chọn, mà là không thấy người hợp, không thấy người hiểu, không thấy người chạm tới được mình. Cái kiểu của bạn này là một cái kiểu người mà tôi muốn một người khác hiểu mà hiểu tôi, nhưng theo cách mà người đó có thể hiểu được, chứ không phải là qua cái miệng của tôi nói. Chứ kiểu giống như ví dụ như bạn thích mình, không, mình thích bạn đi cho nó dễ đi ha, mình thích bạn mà kiểu giống như cái gì mình cũng kể bạn nghe hết, cái kiểu giống như là cái gì mình cũng nói ra hết, thì giống giống như là bạn không hiểu gì mình hết, mình phải ngồi mình nói hết từng cái ra. Thì bạn này sẽ không phải là cái kiểu người như vậy. Chưa kể nữa, bạn này thì mình nghĩ là người ít nói, kiệm lời, là người hành động, là người của những cái gì đó nó thực tế thực tiễn. Bạn này không thích ngoa, không thích ngọt, không thích những cái màu mỡ, mèo mỡ gà đồng gì đó, hoặc là cũng không hẳn là một cái kiểu người thích những cái thứ bề ngoài. Cái vỏ đối với bạn này nó chỉ là đồ trang trí thôi, quan trọng là cái tâm hồn, quan trọng là cái nội tâm nha. Thành ra giống như là muốn chinh phục bạn này là đi qua, không phải là đi qua đường gọi là đường dung nhan rồi đó, nhưng mà nói trước ha, không có dung nhan là không chinh phục được nha bạn. Tại vì mình nói rồi, thật ra một cái người mà lên vua gậy á, là đã mê mê gái đẹp, bản chất là vậy, và mê người có tài. Còn đi impress là luôn luôn chọn người giỏi và có tài năng, và kiểu giống như đi impress là nữ hoàng của các nữ hoàng á, giống như hoa hậu của các hoa hậu gì đó. Thành ra mà bạn biết hoa hậu của các hoa hậu thì dĩ nhiên cũng không phải chọn người thường ha. Thành ra mình nói là bạn này là kiểu người giống như là thích một người không phải đẹp, nhưng không đẹp là không thích đó, không giỏi là không thích đó, hoặc là phải vừa giỏi vừa đẹp, hoặc là nó có những cái yếu tố đi kèm. Thật ra bạn này mình nói như vậy thôi, nhưng mà bạn đừng có nghĩ theo kiểu là bạn này là người quá là đòi hỏi nha. Kiểu giống như là đẹp với mức bạn đó đó, tức nghĩa ví dụ như tôi đẹp 5 điểm thì tôi sẽ thích những người 5 điểm, tôi đẹp 6 điểm là tôi thích người 6 điểm, chứ tôi không thích dưới. May tầng nào là may tầng đó là bạn này đó. Rồi mình nghĩ bạn này là một cái người có hơi cái kiểu cái tư duy nó hơi lạ lạ một chút xíu, nhưng mà nhìn chung thì bạn này mình cảm thấy có một cái sự dễ thương nhất định ha. Xin chào các bạn, nhận tổ số 2. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn nha. Thì
Chủ đề hôm nay nãy mình nói là giống như lộn tiêu, không phải là lộn mà là mình nói cái tên khác. Thì cái chủ đề đó là người kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn á, thì nó cũng giống là kiểu người dễ bị thu hút bởi bạn ha, nó cũng giống thôi. Thì ở đây mình có là La the Hermit, Death là gì ạ? Crown a vessel là vua 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 cốc. Crown a vessel, Ten of Wands 10 gậy ha. Kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn. Cái kiểu người mà dễ nảy sinh tình cảm với bạn á, là một cái kiểu người nó có một cái sự, mình nói trước bạn này hơi cay độc một chút xíu, nhưng mà nó không cay độc với bạn đâu, nó chỉ là cay độc với người xung quanh thôi. Bạn này là một người, mình tại sao mình dùng từ cay độc, tại vì nó có con ong bắp cày hoặc là con ong và cái hình sọ người. Nhưng mà ở đây ý không phải là vậy, mà theo kiểu là mình thường ít khi nào mình dùng từ cay độc cho vua cốc, tại vì vua cốc là kiểu người kiểu giống như là cũng không hẳn là người vị tha nhưng mà người hay bỏ bụng đó bạn. Thì nhưng mà họ không có tính toán lắm thôi, nhưng mà cái gì họ cũng nhớ. Thì một khi mà họ cay độc tức nghĩa là họ đã bỏ bụng dữ lắm á, thì bạn này là kiểu người hơi bỏ bụng, tại vì bị 10 gậy nữa, 10 gậy nữa là kiểu nhớ dai, thù dai, hoặc là kiểu người gọi là mọi thứ đều ôm vào trong bụng hoặc là ôm vô trong lòng á. Thì mình nghĩ ở bề ngoài á thì bạn này là một người lạnh lẽo và lạnh lùng nha. Mặc dù có vua cốc nhưng mà mình không cảm giác năng lượng của bạn này tươi. Vua cốc bình thường là một người rất là từ từ tốn, hoặc là kiểu người nhìn nó rất là hiền hiền á. Nhưng mà vua cốc trong cái bộ bài này thì mình lại cảm giác là một cái người rất là hơi nhìn hình thôi á. Mình nhìn hình thì mình cảm giác là kiểu người hơi đa nghi. Thật ra bản chất của vua cốc là người đa nghi nha bạn. Nhưng mà kiểu bạn này thì mình thấy có cái sự đa nghi, có cái sự khôn, hơi hơi khôn lỗi một chút xíu, nhưng mà kiểu kiểu giống như là thích đọc tâm lý người ta, rồi hơi hơi thao túng một tí, nhưng mà không tới độ gọi là ghê ghê ha, ghê quá. Thật ra năng lượng của bạn này nghe có vẻ tiêu cực nhưng mà không không phải kiểu kiểu là người xấu đâu. Cái bạn này á, cái kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn kiểu giống như họ khôn á bạn, họ là người trải đời, họ là kiểu người sành đời cũng được. Họ có một cái sự khôn ngoan và phòng hờ với thế giới bên ngoài, sợ bị lừa lọc á. Kiểu giống như đời dạy ta khôn nên nên gọi là nên ta phải khôn á. Thành ra mình không cảm thấy được cái năng lượng nó tình cảm dù nhiều. Với lại á, bạn này nó có một cái tính đó là cái gì làm đó là không bao giờ thiệt mình nha, thiệt mình là không có làm. Cái tính của bạn này thì kiểu là thương thì bu lại, không thương thì bay ra. Bạn này mình không có cảm nhận cái kiểu người bị lụy, và trong cái cách nghĩ của bạn này mình thấy nó có một cái sự thực tế. Mặc dù là vua cốc là người kiểm cảm xúc nhưng mà có The Hermit ở trong đó thì nó là rất thực tế. Kiểu làm bạn tưởng tượng như thế này, là một cái người mà họ sống bằng cảm, bằng trái tim, bằng cảm giác, bằng sự phân tích dựa trên những cái gọi là cái có trực giác. Bạn này mình nghĩ chắc cũng mạnh đó, là một cái kiểu người sống rất là kiểu phân tích tình huống, thấu đời thấu tình và hơi mọt sách đó. Và nhưng mà bởi vì bạn này có The Hermit đó, thành ra bạn này rất là thực tế trong trong cái trải nghiệm của bạn đó, trong cái cách quan sát và đánh giá của bạn đó. Kiểu làm cái gì nó cũng thực tế bạn, nó không có kiểu gọi là ngoa ngoắt, nó không phải là kiểu mơ hồn mơ mơ mộng mộng như vua cốc bình thường. Nó luôn luôn bám sát thực tế, bởi vì giống như là sách nó dạy, công việc nó dạy, trải nghiệm cuộc đời dạy tao vậy, thành ra tao là vậy. Và bạn này đã từng sai nhiều, 10 gậy tức nghĩa là ôm đờm nhiều thứ rồi gánh lát gánh nặng. Nói chung bạn này là người giỏi, mình cảm giác là giỏi, làm mọi thứ đều giỏi, cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết, cái gì cũng chịu khó chịu thương. Nhưng mà cái tính đó, bởi vì kiểu giống như bạn quá sành đời, bạn quá trải đời nên đôi khi á cái trái tim của bạn nó hơi sạn một chút xíu, bởi vì nó khô, nó hơi sạn. Mình cảm giác giống như là để bạn này yêu một người á, mình nghĩ là nó xuất phát từ cái đầu trước. Giống như ví dụ nha, bạn này sẽ kiểu người là đi tìm một cái kiểu người rất là hợp với bạn đó, hợp kiểu là hợp về tư tưởng, hợp về quan điểm, hợp cả về cái tính cách luôn. Tức nghĩa là bạn này cũng sẽ thích một cái người trưởng thành, không trưởng thành không yêu bạn này được. Bạn này rất thích người trưởng thành, cực kỳ thích người thấu tình đạt lý. Và không không thích lắm những cái kiểu người mà ngu khờ, và cũng không có thiện cảm lắm với kiểu người ngoan ngoắt chua ngoa, hoặc là kiểu người thích làm ba làm má người ta. Bạn này không thích kiểu người nói trên đầu trên cổ đâu. Bạn này là kiểu người nói trên đầu trên cổ người ta thì được, chứ bạn này không không thích ai nói trên đầu trên cổ bạn đó. Còn dĩ nhiên người yêu thì mình không không bàn nha, tại vì bạn này mình không không cảm nhận là kiểu người người gọi là dễ
dễ hạ hạ mình xuống đâu. Bạn này là kiểu người có lòng tự trọng cao, lòng tự tôn bản thân cũng cao, và giống như là cuộc đời này chỉ có ngẩng mặt lên chứ không bao giờ cúi mặt xuống đó. Cái gọi là cái người mà dễ nảy sinh tình cảm với bạn cũng là một cái người, thật ra bạn này cũng có mơ mộng chứ không phải là không, nhưng mà giống như là bạn này mơ mấy cái thực lắm bạn. Giống như ví dụ như là mình cảm giác giấc mơ của bạn này có thể liên quan đến cuộc sống bạn này thôi, kiểu giống như là tôi mơ có máy hút bụi, rồi máy hút không khí, rồi máy lọc nước, tủ lạnh, điện thoại, xe cộ, nhà cửa, rồi đồ trang trí vân vân, điện hồ, điện thoại, xe lắc gì đó, những cái thứ thực tế lắm chứ không phải kiểu giống như là mơ một một túp lều tranh, hay là mơ một tình yêu màu hồng, hay là một gì đó. No no, bạn này không có kiểu mơ gọi là giác ngộ hay là được gọi là bay bổng gì trong không gian đâu, không có đâu. Giấc mơ bạn này là nó quy ra thành thành những cái thứ rất là thực dụng á. Rồi bạn này cũng là kiểu người rất là ngăn nắp ha, rất là ngăn nắp, rồi rất là gọn gàng, rất là đâu ra đó. Nói chung tính cái ý cái tứ của bạn này là phải là điểm 10 cho chất lượng nha mọi người. Bạn này là kiểu người ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ đó, kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn ha. Có 5 gậy ha, rồi cái gì nữa đây, 9 gậy ha. Bạn này năng lượng lửa rất là nhiều luôn, vua gậy luôn. Ba lá gậy ở bên đây thì lại là lá nước, xử nữ nè, cự giải nè. Ba lá gậy này thì cứ cho hết là cung lửa đi, bạch dương nhân mã với sư tử, nhưng mà năng lượng bạch dương với sư tử sẽ chiếm ưu thế ha. Nhân mã thì nó chỉ mình cảm giác chỉ là khi bạn này nổi khùng lên đó, thì có khả năng. Tính bạn này thì nóng nha, bạn này rất là nóng, nóng nhưng mà được cái là kiểu như là nóng ngầm á bạn. Bởi vì mình mới nói bạn này ngay từ đầu vô là mình thấy cái mọi bạn này là cây độc rồi đó, từ đầu vô là đã cảm giác cây độc, mặc dù chưa có lật ba cái lá lửa này lên là đã thấy cây độc rồi. Tại vì tính rất nóng, nóng nóng theo kiểu kiểu như cái nư của bạn, cái nư bạn này nó bự lắm. Năm gậy là gì, bạn này là một cái kiểu người mà kiểu là nói được làm được nha, mà nói không được là không xong nha. Kiểu giống như bạn mà hứa hoặc là bạn mà thất hứa đi rồi bạn thấy cái cảnh, hoặc là bạn làm sai ý bằng này đi rồi bạn thấy cái mùi ha. Cái tính của bạn này là kiểu thật ra không phải kiểu bạn này sẽ gọi là đay nghiến hay là sẽ chửi bới gì bạn hoặc là sẽ làm gì bạn, không có, không có làm cái gì hết. Cái tính của bạn này là mày không làm có ok tao làm, hoặc là kiểu giống như là mày hứa mày quên, thì thôi đừng hứa nữa, kiểu giống như nó rất là cọc á, hơi cọc một chút xíu, nhưng mà không phải là cọc về 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 vũ lực, không phải cọc theo kiểu là chửi vô mặt mình, nhưng mà kiểu như là hơi cay, hơi cay cú á. Rồi bạn này là một cái người mà người dễ nảy sinh với tình cảm với bạn á. Bạn này thật ra là người chịu, mình vẫn cảm thấy cái năng lượng chịu khó rất là cao, kiểu người rất là lì đòn á bạn, kiểu giống như làm mà không không thành công là không bao giờ chịu á, thua không bao giờ chịu khuất phục á, kiểu người rất là lì đòn, rất là chiến đấu vì giấc mơ và lý tưởng á. Kiểu người có lý tưởng và mục tiêu sống, bạn này rất là có mục tiêu sống luôn. Mình cảm giác giống như bạn này sống là để chinh phục cuộc đời chứ không phải là để cuộc đời chinh phục bạn đó đâu. Bạn này kiểu lì đòn lắm, mình cảm giác năng lượng rất là lì đòn. Cái thứ hai nữa đó là bạn này là kiểu mình nghĩ bạn này, mặc dù tụi một mình không đọc được cái phần đó, nhưng mà tụi hai mình lại thấy bạn này có ngoại hình rất là, mình cảm giác cái kiểu người nó sống dai mà. Thật sự mình không biết dùng từ nào khác, nhưng mà mình cảm giác bạn này sống rất dai, nó dai như đĩa luôn á. Kiểu mình thấy tướng người nó kiểu nó rất là không phải kiểu vạm vỡ nhưng mà dai nhách luôn á. Có thể mình dây mình dài, tay chân dài, nói chung là cái gì nó cũng dài, rồi mạng sống nó cũng dai. Mình không nói là theo kiểu như là có thể bằng người, giống như người ta hay nói là có những người họ vượt qua cửa tử á, thì bạn này mình nghĩ kiểu giống như là người đã từng từng qua một cái trận sinh tử gì đó rồi á. Giống như người ta nói, giống như ở dưới mình á, mình nói vui thôi ha, ở dưới mình thì giống như người ta nói là mấy đứa té giếng á, thì ngoài cái nghĩa té giếng tức là bị khùng á, thì còn cái kiểu giống như là té giếng lọt sông lọt mương á, tức nghĩa là những cái đứa mà sống dai. Tại vì kiểu giống như là bạn tưởng tượng mấy té mấy cái đó thì nó rất là nguy hiểm á, thì ở dưới mình hay nói vậy thôi cho vui thôi chứ không không có ý gì đâu. Kiểu giống như khi mà thấy đứa nào làm gì đó ngu ngu thì sẽ nói là mày bị té giếng á. Thì thì ý của mình ở đây đối với bạn này á, thì kiểu bạn này qua cửa tử tức nghĩa là mình cảm giác là đã từng trải qua một cái căn bệnh nặng, hoặc là một cái cuộc phẫu thuật, hay là một cái vấn đề gì đó về sức khỏe, hoặc là tai nạn gì đó, nhưng mà mình cảm thấy là bạn này vượt qua được. Tại mình thấy có vết sẹo, hoặc là có cái một cái vết hằn gì đó mà không biết, nhưng mà mình cảm thấy vậy. Ngoài ra nữa là bạn này có một cái đầu á, rất là lạnh nha, tỉnh lắm nha, lạnh và tỉnh ở đây theo kiểu là vậy.
khi mà bạn này chú tâm vô công việc hoặc là cuộc sống hoặc là một cái vấn đề nào đó, nó khó ai mà đổi, khó ai mà lung lay được. Bạn này làm thật ra không phải là lì theo kiểu là bướng bỉnh không phải nghe lời đâu, mà kiểu giống như là cái ý chí bạn này nó mạnh, với lại bạn này có một cái khát khao chứng tỏ chứng minh với người khác mình là người có năng lực. Thật ra bạn này là người mình thấy là cũng giỏi nhưng mà hơi háo thắng, hơi bị đôi khi nó sẽ kiểu người mình cảm giác giống như là, dùng từ sao cho nó dễ nghe ta, mình cảm giác giống như là một cái người mà luôn muốn vượt lên trên người khác nhưng mà không phải là đạp người ta xuống. Nhưng mà nếu mà bạn tiếp xúc những người này, bạn sẽ cảm giác họ hơi tham vọng á, hoặc là kiểu người họ có nhiều thứ để chinh phục, chưa chắc mình sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ. Cái kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn cũng là một cái người mà mình cảm thấy họ, bạn này có cái chân đi nha, chân đi nè, thích trải nghiệm nè, thích kiểu giống như trekking nè, phượt nè, leo núi, chạy bộ, hoặc là những cái gọi là đi những cái nơi hoang du hoặc là hoang sơ, hoặc là ở hoang sơ thì đúng hơn là hoang du hay hoang sơ, rồi một những cái nơi mà ít người đến, những cái nơi mà nó cho bạn này những cái trải nghiệm và góc nhìn mới. Bạn này bởi vì bạn này rất thích chinh phục, bạn này cũng là người yêu thiên nhiên nhưng mà yêu theo kiểu là yêu sự trong lành, yêu sự tinh khiết á, yêu những cái gọi là nét đẹp của thiên nhiên á, chứ không phải là yêu yêu thiên nhiên. Ở đây là yêu là bảo vệ thiên nhiên nha, bạn này phá hại lắm, bạn này mình cảm giác cái năng lượng phá hại cao lắm, kiểu giống như tại vì mình thấy cái trong cái tính của bạn này có một cái sự cẩu cẩu thả hoặc là ở dơ, không còn cũng phải ở dơ, cái kiểu dùng từ sao ta, kiểu giống như là nó kiểu như là xài đồ phung phí á, phung phí mà theo kiểu là giống như bất chấp á, giống như đồ nhựa đồ mũ gì đồ quăng á, mình cảm thấy nó hơi có một cái kiểu là hoang phí trong cái tính cách bạn này, theo kiểu không thích thì bỏ, xài không hết cũng bỏ, ăn không hết cũng giục, không quan tâm tới chuyện là đồ nhựa nó sẽ là rác thải hay là gì, no, bạn này không có khái niệm đó ha. Bạn này là kiểu người là cái gì ta không xài nữa là tao giục, cái gì ta không xài nữa là tao quăng, cái gì ta không cần nữa là tao bấm nút cho nó biến mất khỏi cuộc đời tao. Mình thấy cái tính của bạn này, cái nết của bạn này nó là như vậy ha. Để coi còn gì nữa không nha, để cố gắng nhìn ha. Mình thì mình cảm giác là cái gương mặt của bạn này, mình nghĩ còn thêm cái gương mặt nữa thôi, bạn này có một cái gương mặt mình cảm giác nó sẽ rất là góc cạnh, hoặc á, là nó sẽ có những cái xương nó to nó bự, hoặc là kiểu người nó sẽ như mình nói, nó có thể là lưng dài nè, vai rộng nè, hoặc là tay chân rất dài, hoặc là kiểu giống như nhìn vô mình bạn sẽ thấy cái khung xương bạn này, cái gương mặt bạn này mình vẫn cảm thấy mắt có thể rất là, ánh mắt rất là dữ, hoặc là ánh mắt rất là to, hoặc là cái sự uy nghiêm thần thái của bạn này nó sẽ rất là mạnh. Nói chung cái aura của bạn này hoặc là cái vai của bạn này nó mạnh, và có thể làm ở bên lĩnh vực sáng tạo á, hoặc là những cái lĩnh vực mà liên quan đến quản lý, truyền thông, tin tức, báo đài hoặc là quân đội nha. Xin chào các bạn, chọn tập số 3. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Thì hồi nãy cái tiêu đề thì mình có nói nó không phải nó sai, mà là kiểu giống như là nó hơi khác một chút, là cái tiêu đề nó sẽ là kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn ha. Thì thật ra nó cũng sẽ giống với cái kiểu người mà dễ bị bạn thu hút ha. Thì đầu tiên thì bạn này có 8 gậy ha. Có gì nữa đây? 4 4 vessel, đó là 4 cốc ha. Ôi rồi ôi, nhìn vô là thấy cả một vườn cây The Star. Bạn này á nha, có khiếu về gọi là chăn nuôi, trồng trọt ha, nuôi cấy đồ đó, kiểu người sống rất là gọi là tay chân sống với nghề đó, nghề tay chân đó, hoặc là kiểu người là tay chân nó có một cái khả năng nuôi sống cao, hoặc là người ta gọi là có tay nuôi thú, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi nuôi người cũng được ha. Tại bạn này mình cảm thấy cái năng lượng bạn này rất là tốt về kiểu kiểu cũng không phải, mình cũng không muốn nói theo kiểu đó, nhưng mà bạn cứ tưởng tượng người ta gọi là một cái người có cái tay nó tốt tốt, ở dưới mình thường hay gọi là người có tay chăm bón á, hoặc là kiểu người gọi là có tay nuôi trồng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn này thì năng lượng The Star rất mạnh, và 8 gậy có thể khả năng cao bạn này thuộc nhóm khí hoặc là trọi khí trong bản đồ sao của bạn này, hay bảo bình rồi nè, thiên bình rồi nè, nhưng mà mình The Star thì nên là gọi là bảo bình hoặc là trọi khí, rồi thiên bình thì mình không, song tử thì được, thiên bình thì mình chưa thấy nha. Cái thứ hai nữa đó là bạn này thì có một cái sự, nó cái năng lượng của bạn này là một cái năng lượng của sự khởi đầu, của sự
dâng trào của cảm hứng, của phát minh, của những cái gì đó nó rực cháy, nó nhưng không phải là năng lượng kiểu lửa, kiểu rực cháy ở đây theo kiểu là nó hừng hực, nó cho người ta cái sự lan truyền, lan tỏa hơn là cái kiểu giống như là kiểu kiểu nó duy trì, nó bền bỉ. Mình cảm thấy bạn này, mình không chắc bạn này có làm bên lĩnh vực gọi là truyền thông, PR, marketing hay là những cái lĩnh vực liên quan đến sáng tạo như là thiết kế, đồ họa, mỹ thuật đồ không, mình không biết, nhưng mà khiếu bạn này là có nha. Đồ ăn đồ cũng được, nấu ăn nè, bếp núc, bánh trái đồ là vô tư nha. Bạn này thì mình cảm thấy cái tâm hồn bạn này là kiểu người tâm hồn nó tươi mới lắm bạn. Cái năng lượng thôi, thật ra nó tươi thôi, nó không có mới. Nó tươi thì được nhưng nó không mới ha. Tại vì nhưng mà nói nó không mới cũng không được, tại vì The Star mà nó không mới thì nó dễ sai. Nó mới theo kiểu vậy nè, nó mới theo kiểu là nó mới so với những cái khác thôi, chứ nó không phải là mới toanh. Thí dụ giống như ví dụ như mình có điện thoại đi ha, thì điện thoại ví dụ như điện thoại của mình thì vẫn là điện thoại mới thôi, chứ không phải là điện thoại mới nhất, thời hiện đại nhất, công đại nhân công, công nghệ tiên tiến nhất. Nói vậy đi cho dễ hiểu. Rồi bạn này thì ngoài mặt tươi cười nhưng mà trong bụng nó hơi héo nha. Bốn góc đó thành ra nó hơi héo, héo ở chỗ là như vậy nè. Cái tính của bạn này là cái tính kiểu là một mình độc lập, kiểu người có thể gọi là hướng ngoại bên ngoài nhưng mà hướng nội bên trong á. Tức nghĩa là nhìn cái mặt thì tưởng là hướng ngoại nhưng mà ở trong bụng là hướng nội nha. Bạn này có thể là người dễ kết giao với người khác nhưng không dễ thân với người khác. Bạn này thì mình nghĩ là người dễ gây thiện cảm với người khác, dễ cho người ta cái cảm giác là thân thuộc, quen thuộc. Tức nghĩa là giống như là thôi mình nói chuyện với bạn mà mình cảm giác giống như thân được ngàn năm vậy, đó là kiểu của bạn này. Rồi nhưng không thảo mai nha, bạn này không thảo mai. Mình cảm giác năng lượng của bạn này nó rất là bồng bềnh, nó trôi trôi, nó trôi trôi nhưng nó không có lãng du, nó không có phiêu bồng. Bạn này thì mình cảm giác là xuất phát từ dân 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 lao động lên, tức nghĩa là có thể ba má là người làm công ăn lương thôi, hoặc là những cái người bình thường thôi, giống như là nông dân, người làm nông, làm bếp, làm trái, làm pha chế hay tất cả những cái gì mà đụng tới tới gọi là dân bình thường. Mình không nghĩ bạn này sinh ra trong một gia đình giàu có, mình cũng không nghĩ bạn này xuất thân từ một gia đình danh giá, tại vì nếu có đi chăng nữa thì bạn này cũng khởi điểm là số 0. Mình không có cảm nhận được bạn này là kiểu người dựa dẫm hoặc là phụ thuộc vào người khác nhiều ha. Mình vẫn cảm giác bạn này là kiểu người tự mình đi lên, rồi luôn muốn được tự do, được phóng khoáng, được được bay theo một cái ước mơ, một cái nguyện vọng nào đó của bạn này. Nói chung cái tâm hồn của bạn này là tâm hồn của sự tự do, của sự độc lập, của sự giải phóng. Nói chung mình cảm giác bạn này có một cái đức tin, một cái niềm tin lớn, cái kiểu người rất là mở mang, tư duy mở, nó không có đóng, là một cái kiểu người nhưng mà bị một cái bốn góc thôi, tức nghĩa là hơi cứng đầu với cái quan điểm của mình, hơi cứng cố chấp một chút xíu, và đôi khi nó sẽ hơi khó để mà cãi lại bạn này. Kiểu giống như một khi bạn này đã tin vào một cái gì đó, bạn này đã thấy một cái gì đó là bạn này tin, kiểu như vậy nè. Giống như ví dụ như bạn này tin là mình sẽ thành công hoặc là sẽ làm được cái đó, là bạn này sẽ làm cái điều đó bất chấp là bạn có khuyên, có ngăn, có cản, bạn này vẫn làm. Nó giống như bướng bỉnh, nó giống như cứng đầu nhưng mà nó không phải là kiểu cố chấp. Mình không biết diễn tả nó làm sao nhưng mà nó kiểu dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đi. Nó vậy đi cho dễ hiểu đi ha. Rồi bạn này cũng là một người mình cảm thấy như hồi lúc đầu mình nói là cái sự yêu động vật á, hoặc là yêu cây trái gì đó của bạn này nó mạnh lắm bạn. Bài vô trong mắt mình là nguyên cái cây bự chảng luôn, mà có thể bạn này mạnh mọc, hoặc là bạn này có cái gì đó liên quan đến cây trái, cây cây rừng, hoặc là tinh lâm, tinh 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 lâm, tinh uy, rồi tinh cái gì đó liên quan tới cây, tới trái, tới trời thôi. Cây trái trời là nó thiên về cái đó, tại vì mình cảm giác năng lượng của bạn này nó rất là mạnh về cái gì đó nó, hoặc là có thể bạn này là kiểu dân 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 trên núi cũng không chừng hay làm sao đâu á. Mình cảm giác cái năng lượng bạn này nó cao lắm, nó cao lắm, nó không có thấp. Để coi còn cái gì nữa. À, nhìn được ngoại hình này, cái tụi này cũng nhìn được ngoại hình giống như tụi hai nhưng mà tụi một thì mình không nhìn ra ha. Ngoại hình của bạn này á là gọn nha, làm cái gì nó cũng nhanh gọn, tươm tất, là kiểu người tươm tất nhanh gọn. Ngoại hình sáng, sáng theo kiểu bắt mắt á, chứ không phải sáng theo kiểu là đẹp, không phải sáng theo kiểu lung linh lấp lánh, không có. Bạn này là người đơn giản, xì tai đơn giản, tươm tất sạch sẽ, thích mùi thơm nha. Bạn này rất là thơm, hoặc là kiểu người thích mùi thơm, hoặc là thích những cái gì thuộc về thuần tự nhiên. Có thể một số bạn này là ăn chay thuần ha.
hoặc là người họ thuộc hiệp hội bảo vệ động vật hoặc là lâm sản rừng quý hiếm gì đó. Nói chung là bạn này có cái gì đó mình vẫn cảm nhắc tới cây trái, hoặc là kiểu người thuộc, hoặc là có thể làm từ thiện, đúng rồi, thiện nguyện đồ đó, là bạn này nằm trong cái group đó. Rồi ngoại hình của bạn này thì như mình nói là gọn gàng tươm tất ha, xương đồ có thể nhỏ không có lớn. Rồi nhìn bạn này bên ngoài kiểu một là dân trí thức, hai là kiểu dân nhìn nó rất là sao ta, không phải kiểu chịu, không phải là kiểu chịu thương chịu khó, nhưng mà nhìn nó không có cọc nhọc nhằn á bạn, nhìn nó không có bị cực nhọc, hoặc là kiểu người nhìn sao ta, giống như người ta nói là nông dân thì nó gắn liền với chữ lam lũ đi ha, thì nông dân lam lũ là tại vì họ nắng gió mưa sương đồ, nhìn họ rất là kiểu khổ cực á. Thì bạn này vẫn có thể là tay chân vẫn có thể là nhìn nó hơi hơi là sương gió một chút, nhưng mà nhìn nó vẫn sáng sủa, nó vẫn chất phác á, kiểu vậy ha. Để mình thử mình coi ba lá kế coi nó ra gì ha, tại vì mình thấy ngoại hình của bạn này nó sương, nó mảnh, hoặc là gò má mặt mày của bạn này á nó rất là sáng, hoặc là ánh mắt rất là thông minh, hoặc là miệng nó chúm chím, nhưng hoặc là môi nó rất là linh hoạt, nói chung miệng mồm đồ á ok lắm. 4 gậy 5 kiếm, ô kỵ sĩ kiếm khí không mà bạn, như nãy mình nói bạn này nặng lên năng lượng khí lắm luôn á, thiên bình song tử đồ nè, bảo bình đồ nè, với lửa, bạn này có lửa trong đó, 4 gậy có thể là nhân mã. Bạn này chân đi nhưng mà không có đi được nhiều, bạn này cũng thích tự do, thích bay nhảy nhưng mà không có được bay nhảy tự do cho lắm, tại vì cuộc đời bạn này nó hơi éo le à, một chút ha. Rồi bạn này mình nói trước là kiểu người hơi mất niềm tin vô nhân loại và con người nha, bởi vì mình thấy chơi với thú với cây không à. Bạn này là kiểu người rất là có lý tưởng, bạn này sống rất là lý tưởng, sống vì công bằng, sống vì lý tưởng, sống để bảo vệ người người khác, sống kiểu người nói chung là nhân ái chính nghĩa đó bạn, hoặc là hiệp sĩ đời thường, hàng hiệp sĩ hàng ngày đó. Kiểu bạn này là người sống vì công bằng, sống vì một cái sự như mình nói là sự tự do và lý tưởng thì rất là hợp với bạn này. Bạn này có thể là người làm công tác về chính trị, à, công tác về chính trị nghe hơi quá đi, là người công tác, làm người công tác đoàn thể, hoặc là những cái kiểu người kiểu thuộc nhóm công tác thiện nguyện xã hội rồi đó. Bạn này có rất là khả năng cao thuộc cái nhóm đó, hoặc là kiểu người hội bảo nghệ bảo vệ quyền và nghĩa vụ gì đó của người dân, kiểu giống như luật sư hoặc là những cái người chuyên bảo đứng ra bảo vệ và bảo hộ cho người khác. Nhưng mà bạn này rất là thiếu niềm tin ở con người, bởi vì bạn này gặp rất nhiều tổn thương liên quan tới con người ha. Hoặc là đôi khi trong một số trường hợp có thể bạn này từng bị những cái vấn đề liên quan tới tuổi thơ, có thể giống như bị bạo hành, bị bạo lực gia đình, bị lạm dụng, bị lợi dụng về mặt thể xác hay tinh thần gì đó. Nói chung mình cảm giác bạn này có vấn đề về tuổi thơ, hoặc là có những cái trải nghiệm không mấy vui vẻ lắm trong quá khứ. Bạn này vượt qua rồi, bạn này rất là mạnh mẽ, rất là kiểu giống như là chịu thương chịu khó. Nói chung là bạn này trải qua những cái khó khăn nhọc nhằn trong cuộc đời mình thấy cũng nhiều, nhưng mà được cái là luôn luôn duy trì một cái tư tưởng, một cái năng lượng rất tích cực, cái kiểu người thích bạn á, hoặc là gọi là dễ nảy sinh tình cảm với bạn á. Bạn này là một cái người bạn cứ tưởng tượng giống như người ta nói là một con bướm đó, một cái kén, một con sâu hóa bướm á. Bạn này có một cái sự lột xác và trưởng thành rất là mạnh, có thể ngày xưa bị chê xấu nhưng lớn lên đẹp trai hơn ha, hoặc là biết có gu ăn mặc hơn. Nói chung là đã từng một thời là một con vịt xấu xí nhưng mà trở nay trở thành thiên nga. Bạn này là kiểu người của sự vượt bậc và cách tân. Nhưng mà nó không có lòi lè, không có phải là kiểu người dị hợm, dị thường, dị biệt, hoặc là trong quá khác biệt, hoặc là thích thích làm màu ha. Bạn này là kiểu người mình thấy có một cái sự đơn phương, đơn phương chất phác, chân phương chất phác ha, lộn, đơn phương người khác rồi. Không mà bạn này cũng si tình lắm nha. Rồi bạn này có một cái sự, nhưng mà bạn này cô độc lắm, mình không biết sao, nhưng bạn này mình thấy cô độc lắm, lúc nào cũng một mình không à. Mặc dù là xung quanh bạn này luôn luôn có người nhưng mà mình luôn luôn thấy một mình, rất là cô độc, rất là cô đơn ha. Hoặc là trong cái tâm hồn bạn đó nó hay lạc lõng, nó hay lạc lòi, hoặc là nó hay lạc lạc đâu đó, nói chung là nó lạc đó. Với bạn này mình nghĩ cũng là kiểu hơi nhạt đó bạn. Nó nhạt đó, nó không có mặn như muối biển đâu. Nhưng mà bạn này tìm niềm vui từ những sự đơn giản, thành ra thôi kệ nó cứ nhạt nhưng mà nó vui là được. Rồi mình thì mình thấy cách yêu hoặc là cái cách mà bạn này quan tâm người khác thì đa phần là dựa trên tấm lòng ha. Nói chung bạn này là kiểu người sống bằng tình cảm, sống bằng trái tim, nhưng mà giống như là lý trí thì nó sẽ là cái thứ để bảo vệ bạn này, tại vì như mình nói kiểu thật ra không phải như mình nói mà là
mình nói bạn này đã trải qua nhiều thứ á, nhưng còn ý của mình ở đây là giống như người ta hay nói là những cái người gọi là hiền lành thì thường bị hại hoặc là bị lợi dụng á, thì bạn này dễ bị nằm trong cái nhóm đó. Rồi bạn này thì mình thấy tính bạn này thì mình thấy ít nói nha, ít nói ha, rất là ít nói, nhưng mà miệng mồm đồ thì nó rất là trôi chảy, tức nghĩa là ít nói nhưng không có nghĩa là không có khả năng giao tiếp nha mọi người, đừng có hiểu lầm ha. Có nhiều người họ hay hiểu nhầm là người ít nói là người không có kỹ năng giao tiếp, không có đâu, họ nói rất nhiều khi mà họ gặp người hợp tính. Bạn này thì mình nghĩ là người ít nói nhưng mà không có kiểu khó gần, kiểu trông hơi khó gần nhưng mà người cũng dễ gần, nhưng mà không dễ chơi đâu nha, mình không nghĩ bạn này dễ chơi đâu, bạn này là người rất khó chơi, tại vì cái kiểu của bạn này là hơi khó kết nối được với người khác, bởi vì luôn luôn có một cái sự phòng hờ trong cái tâm thế của bạn này. Rồi còn gì nữa không ta, kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với bạn. Bạn này rất là sợ bị từ chối, rất là sợ bị phản bội, cũng như là rất là sợ bị người ta bỏ lại ha. Bạn này có một cái nỗi sợ về sự bỏ rơi, về sự phản bội, có một cái nỗi sợ về sự yêu một người xong rồi bị tan nát cõi lòng ha. Có thể là bạn này đã từng trải qua những cái sự lừa dối lừa lọc trong chuyện tình cảm, thành ra càng về sau thì bạn này càng sợ, sợ phải yêu một cái mối quan hệ hoặc rơi vào một cái mối quan hệ mà mình bị đơn phương hoặc là mình bị người ta lợi dụng hoặc là yêu xong rồi bị bỏ lại ha.